Em gái trưởng thành mạnh tay đại tiệc cưới hoành tráng lần 2. Buổi tiệc thứ hai được chuẩn bị rất hoành tráng và không thua kém gì buổi tiệc đầu tiên cách đây một tuần. Vào cuối tuần trước, tiệc cưới của em gái trưởng thành Huỳnh My đã được thực hiện tại một khách sạn sang trọng nhất nhì Sài Thành và nằm tại vị trí trung tâm quận nhất. Buổi tiệc rất hoành tráng và có rất nhiều quan khách đến chung vui cùng gia đình. Tuy nhiên, hôm 19 tháng 1, gia đình nhà cô dâu chú rể tiếp tục thực hiện thêm một buổi tiệc nữa. Nhằm thiết đãi mọi người, ai cũng khá bất ngờ trước sự chuẩn bị chu đáo của gia đình Trấn Thành. Cặp đôi xuất hiện từ khá sớm để đón khách. Cũng giống như tiệc lần trước, Huỳnh My và ông xã người Hồng Kông quyết định chọn tông màu trắng xanh làm chủ đạo. Từ những chi tiết nhỏ nhất của buổi tiệc cũng được trang trí cẩn thận chỉnh chu để mang đến không gian sang trọng nhất có thể. Không gian tiệc cưới siêu lung linh được ekip chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Ngập tràn nến và hoa đã làm khách mời cảm giác được hòa mình vào không gian hết sức lãng mạn. Không chỉ Nhã Phương, đây là những người đáng thương nhất trong màn cầu hôn của Trường Giang. Không chỉ nữ diễn viên tuổi thanh xuân vẻ mặt giống như vừa bị ép buộc sau màn cầu hôn của Trường Giang, mà những nhân vật sau đây cũng đáng thương không kém. Tối 18 tháng 1, trong một lễ trao giải diễn ra tại Nhà hát thành phố Hồ Chí Minh, bên cạnh những hạng mục giải thưởng được công bố, thì màn cầu hôn của Trường Giang dành cho Nhã Phương ngay trên sân khấu đã trở thành tâm điểm thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng. Ngay sau khi bày tỏ, Trường Giang gần như lao như bay về phía ghế ngồi của Nhã Phương. Đáng chú ý, dường như bất ngờ vì màn cầu hôn đột ngột khiến Nhã Phương khá bối rối, cô quay mặt đi chỗ khác. Mãi đến khi Trường Giang nhẹ nhàng đưa tay, ôm lấy hai mặt, Nhã Phương mới nghẹn ngào gật đầu. Cụ thể, nữ diễn viên tuổi thanh xuân không hề tỏ ra vui mừng hay hạnh phúc, mà ngược lại cô nhìn Trường Giang với vẻ mặt giống như vừa bị ép buộc. Để đạt được ý đồ của mình, anh mặc kệ những người xung quanh đứng chung trên sân khấu bao gồm Hoa hậu Phạm Hương, diễn viên Quý Bình trong vai trò MC, đạo diễn Nguyễn Công Ninh, diễn viên Cát Tường và Khải Như. Vậy trong màn cầu hôn đêm 18 tháng 1 của Trường Giang, ai là người đáng thương nhất? Bạn đồng hành trên thảm đỏ của Nhã Phương Ngô Kiến Huy. Được biết Nhã Phương và Trường Giang đã không đi chung đến sự kiện. Ngay tại lễ trao giải, nữ diễn viên tuổi thanh xuân cũng không ngồi cạnh bạn trai, thay vào đó cô sánh vai bên Ngô Kiến Huy. Và khi nam danh hài lao xuống cầu hôn Nhã Phương, một lần nữa Ngô Kiến Huy rơi vào trạng thái khó xử khi phải nhường luôn ghế ngồi cho Trường Giang. Hình ảnh Ngô Kiến Huy phải cầm hoa và cúp đứng một góc cho Trường Giang cầu hôn khiến khán giả vô cùng đồng cảm. Ngay sau đó chàng bắp phải di chuyển đến ghế ngồi khác nhường ghế cho cặp đôi đang lâng lâng cảm xúc. Biểu cảm gương mặt hốt hoảng của Ngô Kiến Huy đang được cư dân mạng lan truyền với tốc độ chóng mặt. Diễn viên Cát Tường, đạo diễn Nguyễn Công Ninh, diễn viên Khải Như, khi mà nam danh hài đang dành thời gian cầu hôn bạn gái thì trên sân khấu, hai người nhận nhiệm vụ trao giải là diễn viên Cát Tường, đạo diễn Nguyễn Công Ninh và người đoạt cúp diễn viên Khải Như, đứng đơ người ra và chả biết phải làm gì với tình huống dở khóc dở cười như vậy. Nhu Phước Thịnh, Vũ Cát Tường, hành động lãng mạn của Trường Giang được cho là đã vô tình chiếm sóng trực tiếp của lễ trao giải Mai Vàng, khiến cho chương trình phát sóng truyền hình trực tiếp phải kết thúc ngang khi hai giải thưởng quan trọng nhất là nam nữ ca sĩ được yêu thích nhất chưa được công bố trên sóng truyền hình trực tiếp. Nhu Phước Thịnh lên nhận giải thưởng khi sóng truyền hình trực tiếp đã cắt sóng vì lố giờ phát sóng. MC Quý Bình vô tình bị họa lây. Trước đó khi lên nhận giải, nam diễn viên sân khấu được yêu thích nhất, Trường Giang hỏi MC Quý Bình mình có bao nhiêu thời lượng để phát biểu. Dù nam danh hài đã được thông báo mình chỉ có 30 giây để chia sẻ, nhưng Trường Giang vẫn vô tư dành thời gian để cầu hôn bạn gái. Trong suốt gần 2 phút Đức phát biểu trên sân khấu, danh hài xứ Quảng bị MC Quý Bình hai lần nhắc nhở khéo vì sợ ảnh hưởng đến thời gian của chương trình. Trong cả hai lần, nam danh hài đều gạt đi lời nhắc của đồng nghiệp để tiếp tục màn cầu hôn của mình. Tuy nhiên, một số ý kiến khán giả lại cho rằng hành động nhắc khéo của MC Quý Bình kém duyên hay chưa tinh tế. Nhưng ít ai biết được những hậu quả đằng sau việc lố sóng truyền hình trực tiếp. Với tư cách là người dẫn dắt chương trình, MC Quý Bình hoàn toàn được phép nhắc khéo Trường Giang trong trường hợp này. Ban tổ chức Mai Vàng cũng chịu thiệt hại không kém. Màn cầu hôn không chỉ diễn ra trực tiếp trước mắt các nghệ sĩ và khán giả có mặt tại Nhà hát thành phố Hồ Chí Minh, mà còn được xem bởi rất nhiều người hâm mộ thông qua sóng truyền hình trên VTV9 và hình thức livestream. Tuy nhiên, hành động cầu hôn của danh hài Trường Giang cũng được cho là đã vô tình chiếm sóng trực tiếp của lễ trao giải, khiến chương trình phát sóng trên truyền hình phải kết thúc ngang.
Theo đó, Trường Giang đã sử dụng hơn 1 phút 30 giây cho lời nói và hành động được gọi là cầu hôn trên sóng trực tiếp quốc gia. Anh sử dụng khung giờ vàng quảng cáo trên kênh sóng này. Theo bảng giá quảng cáo được Trung tâm Truyền hình Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh công bố, block 30 giây trong khung 20 giờ 10 đến 22 giờ là 40 triệu đồng. Như vậy, phần thể hiện này tiêu tốn 120 triệu đồng. Với một giải thưởng có tuổi đời 20 năm đầy danh giá, tất cả mọi kết quả công sức chuẩn bị suốt hàng tháng trời của cả ekip dường như đã bị lu mờ bởi hành động quá lố của nam danh hài Trường Giang. Hà Hồ Kim Lý, Trấn Thành Harigon, tình bể tình tại tiệc cưới hoành tráng của em gái. Hồ Ngọc Hà và Kim Lý, vợ chồng Trấn Thành, liên tiếp có những biểu cảm hết sức tình tứ với nhau tại tiệc cưới. Ngày 19 tháng 1, gia đình Trấn Thành tiếp tục tổ chức tiệc cưới hoành tráng cho cô em gái Huỳnh My. Đây là lần đãi tiệc thứ hai cho sự kiện này, bởi lẽ gia đình nam MC muốn được thiết đãi mọi người một cách chu đáo và hoành tráng nhất. Điều này đã khiến nhiều quan khách bất ngờ vì sự nồng nhiệt của gia đình Trấn Thành. Tại ngày vui này, ngoài Huỳnh My và ông xã người Hồng Kông là nhân vật trung tâm, thì có thêm hai cặp đôi khác thu hút rất nhiều ống kính và ánh nhìn của mọi người. Thậm chí, họ còn có thể lấn át cả Huỳnh My và ông xã. Không ai khác, đó chính là cặp đôi Hà Hồ Kim Lý, Trấn Thành và Harry Won. Kể từ khi công khai tình cảm, cặp đôi này liên tiếp có những biểu cảm hết sức tình tứ và không còn e ngại mọi người như trước kia. Hồ Ngọc Hà thường tâm sự to nhỏ với nam diễn viên tại tiệc cưới. Khá nhiều khán giả vui mừng cho giọng ca cả một trời thương nhớ khi cô đã có được hạnh phúc riêng. Bên cạnh đó, Trấn Thành Harry Won cũng tình tứ chẳng kém, cả hai mở màn tiệc cưới bằng một bài hát lãng mạn. Nam MC nắm chặt tay vợ không rời khi đứng trên sân khấu. Mới đây, cặp đôi này cũng đã kỷ niệm 2 năm yêu nhau, khiến mọi người ai cũng suýt xa ghen tị vì sự hạnh phúc của họ. Cố tình cầu hôn trên sóng trực tiếp, Trường Giang đã khiến lễ trao giải thiệt hại số tiền khủng khiếp. Đã lên sóng truyền hình thì được tính bằng phút bằng giây, tính ra tiền lên đến 8 con số luôn. Vừa qua 18 tháng 1, nhân cơ hội lên nhận giải thưởng ở lễ trao giải Mai Vàng 2017, Trường Giang đã cầu hôn Nhã Phương trong sự ngạc nhiên bất tận của những người chứng kiến. Có nhiều người khen màn cầu hôn đầy lãng mạn, tuy nhiên không ít ý kiến cho rằng Trường Giang thực sự đã chọn sai cách và sai thời điểm. Trường Giang cầu hôn Nhã Phương trên sóng truyền hình trực tiếp, hai người vui vẻ về nhà sau màn cầu hôn lãng mạn. Thật khó mà liệt kê hết những thiệt hại cho chương trình vào ngày 18 tháng 1. Nhưng điều mà không khó nhận ra là Trường Giang đã sử dụng hơn 1 phút 30 giây cho lời nói và hành động cầu hôn trên sóng trực tiếp của VTV9, kênh truyền hình quốc gia của Đài truyền hình Việt Nam. Anh sử dụng khung giờ vàng quảng cáo của kênh này, theo bảng giá quảng cáo được Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh công bố ngày 15 tháng 1, 2016, áp dụng từ ngày 1 tháng 1, 2017, block 30 giây trong khung 20 giờ 10 và 22 giờ là 30 triệu đồng. Như vậy, phần thể hiện mang tính cá nhân của anh nếu tính ra đã tiêu tốn 90 triệu đồng, chưa tính thuế VAT. Xuất hiện vào khung giờ vàng này trên kênh truyền hình, Trường Giang tiêu tốn khoảng 90 triệu đồng. Chính vì màn cầu hôn của Trường Giang mà phần trao giải cho Noo Phước Thịnh đã không được lên sóng. Bị khủng bố bằng lời lẽ nặng nề tục tiểu, Quý Bình ra tối hậu thư cho Trường Giang. Diễn biến mới liên quan đến màn cầu hôn chiếm sóng Mai Vàng của Trường Giang Nhã Phương tiếp tục khiến khán giả quan tâm. Mới đây trên trang cá nhân, Quý Bình gây xôn xao khi tiết lộ bị fan Trường Giang khủng bố. Với những lời lẽ nặng nề tục tiểu, anh viết, anh trai của Trường Giang đã xin lỗi tôi cũng đã cố im lặng không trả lời câu hỏi của bất kỳ phóng viên nào để cho qua mọi chuyện. Nhưng dường như các bạn fan của Trường Giang không muốn như vậy. Các bạn liên tục dùng những lời lẽ nặng nề tục tiểu với tôi. Các bạn muốn công kích đúng không? Chính các bạn đã vào bình luận và inbox nặng lời, xúc phạm tôi sau khi chương trình kết thúc. Nên tôi mới viết lên như đêm qua cho các bạn hiểu vấn đề. Nhưng các bạn dường như không muốn hiểu mà chỉ muốn làm lớn chuyện. Cuối cùng, nam diễn viên quả tim máu nhắn nhủ Trường Giang. Nếu đồng nghiệp vẫn giữ im lặng, không có động thái nào để trấn an người hâm mộ, Quý Bình sẽ dành trọn ngày mai để trả lời báo chí về sự việc vừa qua. Ngay sau khi chia sẻ, không chỉ cộng đồng mạng mà sau việc cũng lên tiếng bày tỏ quan điểm. Nữ diễn viên Cát Phượng để lại bình luận xoa dịu Quý Bình. Em im lặng thì mọi chuyện sẽ qua, em im lặng không phải là em là người có lỗi, mà hãy nghĩ,
Im lặng là vì fan của Trường Giang không xứng tầm để em trả lời. Đêm qua chị thấy em làm rất tốt, em xen vào khi Giang đang nói. Và những câu nói xen vào của em đầy tích cực đối với Giang, chứ không phải em xen vào để không muốn cho Giang nói. Chết chi những fan không hiểu biết để rồi chuyện thêm lùm xùm. Trong nghề thấy và hiểu là ok. Ngay sau khi đăng tải, người hâm mộ Quý Bình lập tức an ủi thần tượng. Một vài fan Trường Giang cũng thay mặt fan club lên tiếng xin lỗi. Tuy nhiên, số đông anti-fan không để lại bình luận, mà chỉ lặng lẽ và phẫn nộ trên dòng trạng thái của Quý Bình. Như một sự phản đối ngấm ngầm, tối 18 tháng 1, khán giả ngỡ ngàng khi chứng kiến màn cầu hôn táo bạo của Trường Giang với Nhã Phương ngay trên sân khấu lễ trao giải Mai Vàng 2017. Sự kiện đặc biệt thu hút sự quan tâm từ công chúng, gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Người chúc mừng cặp đôi, kể cho rằng việc làm của Trường Giang là thiếu tôn trọng các bậc tiền bối khi chiếm sóng quá nhiều thời lượng của chương trình. MC Mai Vàng 2017 Quý Bình sau đó đăng tải dòng trạng thái chỉ trích Trường Giang ích kỷ, chỉ quan tâm tới cảm xúc bản thân. Các bạn chỉ vì cảm xúc của riêng mình mà quên đi cảm xúc của khán giả cả nước đang theo dõi chương trình. Khi chương trình trên sóng truyền hình bị gián đoạn, đó là sự ích kỷ. Điều đáng nói, đây là một buổi lễ trao giải rất trang trọng với mục đích vinh danh nghệ sĩ. Với sự tham dự của lãnh đạo các cấp và nhiều nghệ sĩ tên tuổi khác, vậy mà có một nghệ sĩ vô tư phi vèo vèo từ trên sân khấu xuống trước mặt các cấp lãnh đạo, cô chú anh chị đồng nghiệp và quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Không biết mọi người trong khán phòng thấy thế nào, chứ riêng Quý Bình cũng là một nghệ sĩ, một người đồng nghiệp, đứng ở vị trí của mình nhìn xuống. Bình cảm thấy rất buồn và xấu hổ trước hành động ấy. Nghệ sĩ là như vậy sao? Đau lòng lắm, anh viết.